Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này để hướng dẫn mọi người cách chỉnh độ bắt nhạy của chiếc mic BBS. Tất cả dòng mic BBS nói chung thì đều giống nhau về cách chỉnh này, áp dụng được hết. Hôm nay em đang đang chỉnh con K780, lấy nó làm demo. Và em sẽ bật nó lên. Đây đang có hai cái tai mic của nó, một tai màu trắng, à màu xanh, một tai màu vàng đây. Em bật nó lên này. Đây bên này là đang bên 023 này, của bên trái màn hình mọi người đang xem. Và một chiếc 193 bên màn hình tay phải mọi người đang xem. Đầu tiên nhá, em sẽ ano cái màu xanh trước. Và em sẽ ano một chiếc bên phải màu vàng. Thì khi ano như thế thì mọi người đều biết rằng cái bên tay trái 032 nó nói to hơn rất nhiều so với cái 193 bên tay phải, phải không ạ? Rất là bé tẹo, phải không ạ? Đây nhá, em sẽ ano lại cái màu vàng bên tay phải đây. Vậy thì mọi người hãy làm theo cách của em, bằng cách ta mở chiếc mặt sắt này ra. Nó chỉ có 6 con vít thôi, hai con ở hông, hai hông này, hai hông trái, hai hông phải và hai con ở hậu. Ta nhấc nó ra. Em đã mở sẵn rồi vì để làm video cho nó nhanh. Và các bác chuẩn bị cho em một cái tô vít. Các chị cho em một cái tô vít và các bác em quay lại em nói cho nó dễ, hoặc cái zoom lại gần này. Nhìn này. Cái này phải để em cho nó gần lại chứ không không nói được. Không làm thực tế được. Đây, các bác để cho cái máy quay sát lại tí. Đây được rồi. Nhìn này ok. Em zoom lại gần cho các bác theo dõi nó dễ. Đấy. Các bác đi tìm cho em cái điểm, ở cái điểm cắm mic nhá. Đây em nói lại này, em quay lại đằng sau này. Cái điểm cắm mic lỗ 6 ni ấy, của cái bên lệch nhá. Đi trong hợp này mình đang là bên phải lệch, cái bên 193 ấy là bên lệch nhá. Ta đi tìm sát cái ta tìm ở cái lỗ chỗ cắm lỗ 6 ni đấy. Nó có một con vít. Mọi người nhìn thấy không? Đây ạ. Nó có một con vít tròn này này, vít đầu tô vít này, bốn cạnh này. Đây này. Mọi người nhìn kỹ thấy không? Ở đầu ở gần đầu mới có một con nhá. Bên kia có một con kìa, kể cả con bên bên kia cũng có một con này. Mọi người nhìn thấy kìa. Đấy, nó cũng có một con này này. Đây này. Trong trường hợp này là mình đang bị lệch cái bên phải nên bắt buộc phải chỉnh cái bên phải mọi người nhé. Ta quay về cái đúng cái điều mà ta đang cần muốn làm. Và đây là cái kênh 193 của chúng ta. Em nôn. Thì đang nôn, đang bé tẹo ấy. Cách làm như nào? Mọi người lấy một cái đầu tô vít, ấn vào đây. Và ta vừa lô mà vừa vặn theo phải kim đồng hồ. Khi nào mọi người mà nô phải đầu đồng hồ, nó đang to dần lên và mọi người thấy nó tịt hẳn đi, nó bé hẳn đi, thì ta dừng lại nhá. Ta sẽ dừng lại ở điểm đó và ta lại vừa lô mà vừa quay ngược lại cái này. Đấy, trong trường hợp này là nó đã rất to rồi, nhưng ta phải kiểm tra sao cho hai chiếc tai mic của ta, trái và phải, nó phải cân nhau. Ta phải cùng nô. Trong trường hợp này là đã cân rồi thì là ok, thì coi như là cái cách chỉnh này nó là hoàn chỉnh. Còn trong trường hợp mà cái bên phải của ta nó được mà cái bên trái nó không được thì ta cũng làm tương tự thôi mọi người nhé, không có thay đổi cả đâu. Cái trái mà nó bị thì ta xử lý
cái trái, cái bên phải nó bị, ta xử lý cái phải. Còn mọi người muốn nó cân nhau thì sau khi làm xong ta phải thử lại, test lại và cả hai tay mic. Cái bài này áp dụng cho tất cả những cái dòng mic BBS đều ok, vì mình làm được tất cả các dòng. Mình đã buôn những dòng nào thì mình đều làm được. Thì mình sẽ nói luôn ở đây là làm được. Cũng làm nghề mình có tí kiến thức mày mò, mong rằng giúp ích được cho bà con nào đó trên mảnh đất chữ S này. Bà con cô bác thấy cái video này là có ích thì xin cho em một like và một đăng ký kênh. Và xin chia sẻ nó để cho nhiều người biết hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.